Vâng, em Quỳnh ô tô cũ bên bãi nay giới thiệu cho các bác một con Matiz nhá. Sản xuất 2004 các bác nhá. Đăng ký 2005, biển 98. Rất là đẹp luôn các bác. Màu bạc sơn xi sạch sẽ nhá. Đăng kiểm thì mới tinh các bác nhá. Đây, lốp đáp thì mới cả dàn các bác xem này. Lốp rất mới luôn. Đăng kiểm đây các bác nhá. Tháng 7 2024 luôn. Đăng kiểm thì mới rồi. Con này về các bác chỉ sẵn đi thôi, đổ xăng là đi thôi nhá. Con này cực kỳ tiết kiệm nhá. Máy của nó là 0.8 các bác. Thì cực kỳ tiết kiệm rồi. Lanh quanh nó đi tầm khoảng 5 lít rưỡi đến 6 lít nhá. Đấy, nội thất thì quá đẹp luôn các bạn. Để một con cửa tiền một ô tô như thế này mà chỉ có 48 triệu thôi. Rất đẹp. Đây, bác xem này. 48 triệu gọi là tránh mưa tránh nắng, thay cái xe máy được các bác nhá. Đúng, thay cái xe máy mà được cái ô tô đẹp như thế này thì tội gì mình không mua mà đi, đúng không các bác? Bác nào mà thiện chí tìm một cái xe tập lái này đi lanh quanh thì liên hệ với số điện thoại của em là 0966 862 666. Em Quỳnh ô tô tư vấn tất cả các dòng xe từ 4 chỗ đến 16 chỗ các bác nhá. Đây, lốp đang rất đẹp. Máy rất ngon các bác nhé, con này máy cực chất luôn. Nội thất thì đã được độ lên rất đẹp rồi. Một con xe như này thì quá là ok thay cái xe máy được các bác nhé.